cả nhà. Hôm nay thì cuối tuần này Linh, sorry hơi ồn quá hả, Linh với anh xã được đi với công ty của anh xã kỷ niệm 20 năm thì họ tổ chức ở cái vùng biển này. Nếu mọi người xem cái theo dõi kênh của Linh á, thì Linh có đi đến vùng biển này không phải một lần mà rất nhiều lần. Tuy nhiên hôm nay thì Linh lọt lại cái khu vực này, Linh thấy rất là lạ. Cái hotel nằm ở phía sau Linh ở đây. Cái hotel nó nằm ở chút xíu quay lại đi cả nhà ơi, chứ bây giờ Linh đây đây, cái hotel màu xám, cái hotel màu xám nằm ở đây đây đó. Thì chút xíu tụi Linh sẽ đến đó. Và họ đã làm cái kế hoạch cho cái kỳ nghỉ này rất là rõ ràng rồi, mình chỉ ăn ké theo thôi. Còn cái khu này thì Linh thấy toàn là khu công nghiệp cơ mà, nhưng mà Linh thấy có rất là nhiều tiệm bán đồ biển thì Linh thích lắm. Không biết là công ty của anh xã có cho ăn đồ biển nhiều hay không, hay là ăn thịt. Linh không thích ăn thịt lắm nha cả nhà. Tháng 6 á, bây giờ là tháng 6 rồi mà mọi người thấy không, Linh đứng gió quá trời luôn. Linh còn thấy là lạnh đó, Linh chịu lạnh dở lắm nha cả nhà. Bây giờ cả nhà theo dõi clip của Linh xem Linh sẽ làm cái gì trong ngày cuối tuần này nhé. Những nhân viên trong công ty và giám đốc đang tập hợp lại để họ nói cảm ơn nhân viên đó, giống như là mấy cái chương trình mà mọi người biết như thế nào rồi đó. Rồi họ sẽ phổ biến cái chương trình của ngày hôm nay là như thế nào. Rồi sau đó hình như là ăn trưa. Đây là cái bữa ăn nhẹ, ăn trước khi mà chơi. Dạ. Cả nhà ơi, Linh học lướt sóng, nhưng mà lướt sóng, lướt ván gì đó, nhưng mà họ không có cho đem cái camera theo, giờ buồn ơi là buồn luôn. Nghĩa là không có quay phim gì được cho mọi người hết. Trong khi Linh rất là hứng thú với cái kỳ nghỉ này, tại vì Linh nghĩ là Linh sẽ post được cái cảnh mà Linh đi học lướt sóng cho mọi người xem là Linh học như thế nào. Tuy nhiên giờ không được đem theo rồi, chán thôi là chán. Để Linh xuống đây coi mình đi cái thuyền nào. Ở đây có quá trời thuyền luôn. Linh thấy hai cái thuyền nhỏ nhỏ, thì một cái là không thấy chỗ có ngồi, một cái thì có nhiều chỗ ngồi. Linh không biết là mình sẽ đi cái thuyền nào. Nếu mà đi cái thuyền nhiều chỗ ngồi á, thì ngồi ngoài như vậy rồi họ sẽ lái như thế nào ta? Linh cũng đang tò mò đây. Không biết mình đi cái thuyền nào và nó chạy nhanh hay chậm nữa ha ta. Welke boot is het snelste eigenlijk? Welke boot is het snelste? Missie voltooid. Trời ơi, hồi lúc đi ra ngoài Đà Nẵng chơi á, cũng có đi cái này một lần rồi. Nhưng mà lúc đó là mình có mái che hay sao á, thì nó không có giặt nhiều. Còn bây giờ mọi người thấy xin tơi tả hết trơn như nước. Biển chiều gió đó cả nhà, là biển ở đây à.
lần trước á mình tới là vắng người, là gió nhiều. Còn bây giờ thì đông hơn một chút, vui hơn một chút. Rồi lên thì vậy. Không thì bây giờ thì mọi người thấy Linh ướt hết trơn, phải không? Đi lại chỗ khác chơi. Mọi người nhìn ở đây thì thấy là ở dưới biển có rất là nhiều người đang lướt sóng, và Linh không biết là tụi Linh sẽ đi lướt sóng bằng cái loại phương tiện nào. Thì thật ra là tụi Linh đều có đem cái gì nè, đồ bơi theo hết, chưa kịp thay ra luôn. Cứ nghĩ là ăn trưa xong á, hồi nãy Linh quay đó, ăn trưa xong thì mình sẽ về khách sạn đồ. Vẫn là mình thấy là có cái lịch trình của họ rồi, nhưng mà trở tay không kịp, cho nên giờ ướt người hết trơn rồi. Mà vui thật có cả nhà. Nó chậm thì Linh tơi tả luôn. Tại Linh ngồi phía trước, lúc mọi người lên cái lúc lên thảo là mọi người thấy Linh ngồi phía sau, phải không? Xong cái Linh bị đẩy ra phía trước rồi. Tôi đã không mở mắt nổi luôn. Bây giờ thì tới giờ ăn rồi đó cả nhà. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh của ngày hôm nay. Và bây giờ thì mình đi ăn, ở đây ăn buffet là có tôm nữa kìa. Ôi ôi, có tôm ngon quá. Con cá, con gà, có đủ món salad. Rồi mà có món nướng nữa cả nhà ơi. Thì ở đây là mọi người nướng, mọi người nướng cho mình ăn. Trong này á thì mình cứ lấy mình ăn thôi, mình khỏi nướng. Nướng ở ngoài thì nó sẽ hôi người, tại vì Linh cũng hết đồ để mặc rồi. Linh chỉ có đồ này thôi, tại hồi chưa chơi á, đâu có nghĩ là đem theo nhiều đồ đâu. Mà bây giờ đem nhiều đồ quá thì thôi đem ít đồ quá, mặc đồ này thì nó không có muốn xuống ra ngoài, tại ngày mai còn phải đi cửa hàng ngoài đường nữa. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh nha. Chúc cả nhà một ngày thật là vui, và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau.